10 người một nhà ở Afghanistan chết vì đòn không kích phủ đầu ISIS-K của Mỹ. Theo truyền thông Mỹ đưa tin, vụ không kích tiêu diệt một chiếc xe chở bom của khủng bố ISIS-K đã ngăn chặn được thảm kịch xảy ra tại sân bay Kabul. Tuy nhiên, nó được cho là đã giết chết 10 người trong cùng một gia đình Afghanistan, trong đó có 7 trẻ em thiệt mạng oan uổng. Và hôm 29 tháng 8, quân đội Mỹ thông báo đã tiêu diệt thành công một xe chở bom khủng bố nhà nước Hồi giáo Khorasan, tức là ISIS-K. Vụ không kích bằng máy bay không người lái đã loại bỏ nguy cơ tấn công sân bay Hemis Karzai, nơi đang diễn ra các cuộc hoạt động cuối cùng trong chiến dịch sơ tán của Mỹ. Quân đội Mỹ thừa nhận vụ không kích có thể gây ra thiệt hại cho dân thường, nhưng cho rằng đây là hậu quả của việc chiếc xe bom nổ tung chứ không phải do tên lửa của Mỹ. Và báo New York Times dẫn lời người dân địa phương cho biết có ít nhất 10 người trong cùng một gia đình đã chết trong cuộc không kích. Theo lời kể của các nhân chứng, trong số những người thiệt mạng có 2 người lớn đã và đang làm việc cho các tổ chức của Mỹ. Các nhân chứng quả quyết những người thiệt mạng không có bất kỳ sự qua lại với nhóm khủng bố nào. Ông Zemari Ahmadi, người đang làm việc cho tổ chức từ thiện Nutrition and Education International, có trụ sở tại Mỹ, là một trong số những người chết. Ahmadi sống chung một nhà với 3 người anh em khác và gia đình của họ. Ông vừa trở về nhà sau một ngày dài đi làm và tiễn đồng nghiệp ra sân bay sơ tán sang Mỹ. Các thành viên còn sống sót trong gia đình kể lại rằng những đứa cháu đã rất vui mừng khi Ahmadi trở về. Vài đứa nhảy nhót xung quanh chiếc xe hơi khi Ahmadi lùi xe vào sân của ngôi nhà nằm trong một con phố hẹp. Đúng khoảnh khắc đó, vụ không kích đã xảy ra. Cửa và hàng rào bị nổ tung. Ahmadi và những đứa cháu chết ngay tại chỗ khi chưa kịp rời khỏi xe. Những người khác đang ở trong nhà cũng bị thương sau sự việc. Một quan chức địa phương cho biết có 3 trẻ em được chuyển đi cấp cứu nhưng chết không lâu sau đó. Samia, con gái của ông Ahmadi, vẫn chưa quên được sự việc ngày hôm đó và giận dữ, cho rằng chính người Mỹ đã sát hại người thân của mình. Trong số những người thiệt mạng có hôn phu của Samia, một cựu sĩ quan quân đội Afghanistan đang chờ sơ tán khỏi Kabul.